cao bằng công nhận 17 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Trong những năm qua, mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất cho ngành học mầm non được cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung tay chăm lo. Năm học này, Đông Triều là một trong những địa phương dẫn đầu của tỉnh trong việc xây dựng hệ thống trường lớp mới. Các trường mầm non xây mới và được bổ sung các hạng mục theo quy mô trường chuẩn quốc gia với kinh phí khoảng 167 tỷ đồng, đáp ứng hiện đại hóa môi trường giáo dục, đảm bảo tiêu chí xanh sạch đẹp an toàn của nông thôn mới, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, huyện Đông Triều đã có 26 trên 27 trường tiểu học, 14 trên 23 trường trung học cơ sở, 5 trên 7 trường trung học phổ thông và 23 trên 28 trường mầm non đã được công nhận chuẩn quốc gia. 100% giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường đạt chuẩn và thường xuyên có 34% số giáo viên giỏi hàng năm.